Vinh ơi, chị tính đây mà. Chị hôm nay công việc chị lại không đi làm mình được rồi. Có buồn. Chưa có gì. Có không? Rồi xin chào. Em chào chị. Chị ơi, chào em. Chị hôm nay lại có việc ở công ty chị lại không đi được. Chị gái mình cứ hợp đồng đủ đầm đầm. Chúc mừng chị yêu nhá. Rồi chị cảm ơn nhé. Cái thư bổ sung của chỗ chị Huyền đấy là em đấy CS à? Đâu, bác gửi đấy. Bác gửi à? Đi lên trên cái chỗ góc đá gửi. Không phải mình đâu. Gọi trước đi đường lên. Họ được mà tí nữa gọi tí nữa. Vâng. Tí nữa gọi hẹn giờ chưa giờ đi ăn cơm được không? Vâng. Chị gái của em chuẩn bị đủ doanh số target Singapore chưa? Chị đến Manai chưa? Chị mới đến Úc thôi, chị đến Manai. Mấy trăm rồi? Chắc lịch trắng nghề chị. Đấy rồi, báo cáo thành tích cho các em mới muốn khởi kỹ làm sao mà lại kết nối lên. Hai cô là đang rất sát nhau, một cô là